lăng Uta măng ghe na văn đề hăng thăm măng cha đu vi thăng và răng thăm mê yô khá li tô đô sô thăm mô ca mạ tu tăng ma măng tu bà tì bà nô phà gà hoa tô sa và ca sang khô u chú bà tì bà nô phà gà hoa tô sa và ca sang khô nhà gia bà tì bà nô phà gà hoa tô sa và ca sang khô Sa mi chi ba ti ba no pha ga wa to sa va ka sang kho ya di đăng cha ta ri bu ri sa yu ga ni a ta bu ri sat bu ga la e sa pha ga wa to sa va ka sang kho a hu nai yo ba hu nai yo đăng khi nai yo an cha li ka ra ni yo anu ta rang buôn nhà khe tăng lô ca sa ti Na thi mê sa ra năng an nhang, sang khô mê sa ra năng va răng, e tê na sát cha vát chê na hô tu mê cha ya măng ga lăng, uất ta măng ghê na văn đê hăng, sang khăng cha đu vi thô ta măng, sang khê yô khá li tô đô sô, sang khô khá ma tu tăng ma măng, văn đà mi chê ti yang sáp băng, Sabbatha ne subatithi tang saririkatha tu maha bodhin buddha rubang sakalang sada sambuddhe athavi sancha doda sancha sasahasake bancha sasahasani namami sirasa ahang te sang thammang cha sangkhang cha adare namami hang Namakara nufa ve nahan toa sape ubakda ve aneka antaraya bivin nasantu ase sato sambuthe bancha banya sancha chatu visati sahasake dasa sata sahasani namami sirasa ahang Te sang tham măng cha sang khang cha a da re na na ma mi hăng Namakara nu pha ve na han toa sa be U bak da ve a ne ka an ta ra ya Vi vin na san san tu a se sa to Sam buot the na vut ta ra sa te A tha cha ta li Sa sa ha sa ke Visati sasahasa ninama misirasa ahang Te sang thammang cha sang khang cha adare nanama mihang Namakara nufa ve nahan toa sape Ubakda ve aneka antaraya bivinasantu ase sato Sape buddha Thima yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe Urathima yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe Dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe Dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe Pachima yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe Pachima yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe Uttara yadisa yasata avera sukhi hontu sabbe Uttara yadisa yasata Avera sukhi hontu sabbe Uparima yadisa yasatta Avera sukhi hontu sabbe Hethima yadisa yasatta Avera sukhi hontu sabbe Satta Avera hontu sukhita hontu nidukha Hontu abhyabaccha hontu anika hontu dikkayukha Hontu aroga hontu sabbatti thisamichan hantu sukhi attanang Pariharantu dukkha patta janit dukkha
Vajapata chanit vaya soka pata chanit soka hontu sabbe vipanino. Akasatha chafamatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu sasanang. Akasatha chafamatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu no garo. Akasatha chafamatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu sas ranyatayo. Akasatha chafamatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu banino. Akasatha chafamatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu no sada idang vattano bunyang asavakkhaya vahang hotu anagate kale. Sa thú thầy kinh lễ bái, thầy kinh lễ bái tham bạch tám hoàng tất. Con kính mời sư Tinh Tuệ từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học Bali ngày hôm nay. Kính chúc lớp học an vui. Kệ con xin kính dâng mắt kính sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sanh Thầy Giả. Xin chào các thầy học viên. Trước khi học thì lúc này mình lớp học mình có 3 buổi. Với lại cũng cho các học tử mình khi mình học Bali này thì cũng cần phải tụng đọc được kinh điển Bali. Thì trước tiên là đọc kinh tụng. Việc đọc kinh tụng sẽ giúp cho mình nhớ được từ vựng. Đó là lại cho mình thằng này mình sẽ nhớ được từ vựng bằng tiếng Bali. Cho nên có thời gian thì mình cũng nên học. Với lại cái học ban đầu nó rất là quan trọng, làm cố gắng làm sao mà đọc cho đúng. Để mình đọc sai rồi thì rất khó sửa. Có một số người là chúng ta đọc sai rồi nhưng sửa được thì cũng khó quen rồi. Cho nên chúng ta đọc một cái file để lễ bái tâm bảo trên lớp mà có một tranh của dự. Các tử nào mình muốn tập đọc Bali để lễ bái tâm bảo mình xin cái file đó về để mình nghe mình học. Đọc cho được, mới đọc cho đúng. Chúng ta đọc, nếu mình chưa thuộc thì mình có thể lật sách, xem sách học cũng được, mà quan trọng là đọc cho đúng. Rồi bây giờ chúng ta trở lại phần của học ngày hôm nay thì trước thì mình đang học bài số 7. Bài số 7 thì mình có tức là mình có phần thái tử thiết một đoạn lịch sử, sau đó là danh từ nữ tính vị nữ A như là Amma, rồi phần liên từ tập hợp. Giờ phần lịch sử hôm trước thì chúng ta đã học rồi, rồi danh từ nữ tính vị nữ A thì chúng ta cũng đã tập chia rồi. Hôm nay thì chúng ta học phần còn lại, đó là phần liên từ tập hợp. Liên từ tập hợp. Đây phần liên từ tập hợp. Liên từ tập hợp là tiếng để nói những từ hay những mệnh đề có cùng giá trị.
Thì trong bài này thì cũng là bài mới thôi, cho nên mình tập sử dụng một số liên từ cơ bản, ví dụ như là chữ chát, chữ qua, rồi chữ phí. Trong bài tập thì mình có thêm chữ ban nát, rồi một vài trong bài học thì có thêm một vài liên từ tổng hợp nữa. Thì ở đây chúng ta thấy ví dụ như là Upa Saka Chá, Upa Saka Yu Chá, Tham Mang Sunan Tí. Các vị nam và thính nữ đang nghe Pháp. Thì ở đây chúng ta thấy là ai với ai đó. Thì là người ta sử dụng chữ chá, sử dụng hai lần. Dù ở trong tiếng Việt mình thì mình chỉ dịch là chữ hòa thôi, nhưng mà ở trong Bali thì sử dụng hai lần. Ví dụ ở đây mình thấy là các thiện nam và tính nữ thì người ta sử dụng là thiện nam là Upa Saka Chá, rồi tính nữ là Upa Saka Chá, rồi sau đó là động từ với lại thúc từ là nghe Pháp. Tham mang là Pháp Sunan Tí là nghe Pháp. Rồi cái trường hợp thứ hai, sau qua ta qua ghi hát minh quá xanh tí, anh ấy hai cô ấy đang ở trong nhà. Thì ở đây mình trong trường hợp này người ta sử dụng chữ qua, chữ qua. Thì ở đây chữ qua mình dịch là hay, hay là, hoặc hoặc là. Thì nó cũng tương tự giống ở ở trên, nhưng mà nó khác ở trong trường hợp này là sao? Chữ chá vì người này và người kia, cho nên động từ nó luôn là số nhiều. Động từ nó luôn là số nhiều. Còn chữ chữ qua thì động từ nó có thể số ít hoặc là số nhiều tùy theo chủ từ. Tùy theo chủ từ. Ví dụ như là nếu chủ từ là số nhiều thì lúc bây giờ động từ nó mới số nhiều. Còn ví dụ chúng ta thấy trong câu này so qua ta qua ghi hát minh quát sắp tí, anh ấy hay cô ấy, tức là một trong hai người. Thì chữ so cũng là số ít, chữ xa cũng là số ít, cho nên động từ là quá số tí, là số ít. Rồi trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba là sử dụng chữ phí. Chữ phí thì ở đây mình có ví dụ đó là A Hăng A Ram Măng Cách Hà Mí, tôi đang đi đến chùa. So phí A Ram Măng Cách Hà Tí, anh ấy cũng đi đến chùa. Tôi đi đến chùa, anh ấy cũng đi đến chùa. Trong trường hợp này thì nó kết hợp hai câu lại, kết hợp hai câu lại. Hoặc là ở đây cái chữ phí nó cũng được sử dụng giống như hai chữ ở trên, là xuất hiện hai lần, nhưng mà nó được dịch là cả cái này lẫn cái kia. Ví dụ như là ở đây mình có là Raja Kumaro Mita Samyutta Chito Phí Kama Samyutta Chito Phí Hồ Phí. Thái tử là người có cả tâm từ lẫn tâm bi. Cả tâm từ lẫn tâm bi là có cả cái này lẫn cái kia. Thì người ta cũng sử dụng chữ phí, hai chữ phí. Thì đó là phần sử dụng giới từ. Ở chữ phí á, ở chữ phí á, nếu mà chủ từ ở dạng trên, ở dạng trên thì nó bình thường rồi, nhưng mà ở dạng số 2 này, nếu mà chủ từ, nếu mà chữ phí mà nó xài cho chủ từ thì động từ cũng là số nhiều. Trong trường hợp này nó xài phụ, xài cho chữ metta samyutta to phí, karuna samyutta to phí. Thì cái metta samyutta to phí với karuna samyutta to phí trong trường hợp này nó đóng vai trò giống như là túc từ, trường nó được ghi ở trong cách, cho nên động từ nó vẫn là số ít. Động từ nó chia theo chữ ra chắc cũng mà rồi, cho nên nó vẫn là số ít. Còn nếu mà nó đóng,
nó hai cái chữ phí này mà nó đi với chủ từ thì động từ nó không phải ở số gì. Rồi một số liên từ tập hợp. Thì ở đây chúng ta có là chữ chát, nãy dịch là hòa, hòa là hay là hoặc là. Chữ bánh á, dịch là nhiên. Tên nó hiếp, vì thế, bởi thế. Chữ tú, chúng dịch là vì thế, bởi thế. Hú đa hú, chữ hú đa hú nó cũng dịch là hay là hoặc là. Còn cả áp thao qua, áp dụng ở trong là hay là hoặc là. Chữ áp hoa này đó thường được sử dụng ở trong trường hợp câu hỏi. V dịch là chắc chắn. V với lại HB, V với lại HB dịch là chắc chắn. U nát thì dịch là lại nữa. Chắc phá nát là uống chi là. Chắc phá nát uống chi là. Chắc phá nát tìm phá nát chết cũng đổi. Tìm phá nát mình dịch là uống chi là, uống nữa là. Còn chắc phá nát. Chữ chắc phá nát là tuy nhiên ha, chắc phá nát là tuy nhiên. Xem lại lần nữa. Chá dịch là hòa, qua hay là hoặc là. Phá nát dịch là nhưng. Tê ná hí, vì thế bởi thế tú. Vì thế bởi thế tú đa tú hay là hoặc là. Thá hoa cũng là hay là hoặc là. V là chắc chắn. Cú nát lại nữa. Chát phán nát tuy nhiên. Tinh phán nát. Uống nữa là, uống chi là. HB. HB là chắc chắn. Rồi bây giờ mời lớp tập đọc phần giới từ này. Chí giơ tay lên tập đọc giới từ. Để nhớ đọc luôn phần tiếng Việt. Anh Khánh mời lớp đọc bài từ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Bạch sư, con xin đọc một số liên từ tập hợp. Chá là và. Và là hoặc là. Bá ná. Con quên rồi, sư nhắc dùm con chữ bá ná sư. Ná nhưng tê ná dạ tê ná hí là vì thế. Ú đa hú hoặc là hay là tú vì thế bởi thế. V chắc chắn. Át thá hoa hay là ú ná lại nữa. Chá bá ná huống chi là tuy nhiên. Kinh bá ná huống chi là huống nữa là. Chá há về là chắc chắn. Con xin hết ạ. Dạ xin mời cô Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư, cũng xin đọc một số liên từ tập hợp ạ. Chá là và, qua là hay là. Bá ná là nhân. Tê ná hí là vì thế, bởi thế. Tú cũng là vì thế, bởi thế. Ú đa hú là hay là hoặc là. Quê là chắc chắn. Há quê là dĩ nhiên. Bù ná là lại nữa, một lần nữa. Kinh bá ná là huống nữa là, huống chi là. Cha bá ná là tuy nhiên. Và con át tha quá là hay là hoặc là, để dùng cho câu hỏi. Và con xin hết. Dạ, xin
Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Một số liên từ tập hợp chá và ba ná, nhưng, qua, à, hay là, hoặc là, tê ná hí, tê ná hí là tuy nhiên, bởi thế, ú đa hú là hay là, hoặc là, tú là tuy nhiên, quê, chắc chắn, áp thá qua là hay là, hoặc là, bú, bú ná là một lần nữa, lại nữa. Chá ba ná, nhưng, tuy nhiên, ha quê là chắc chắn, kinh ba ná, huống nữa là, dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Thế xe con xin đạo à. Chá là và bá ná là nhưng, qua là hay là, tê ná hí là bởi thế, ú đa hú là hay là, tú là tuy nhiên, á thá qua là hoặc là, quê là chắc vậy, chắc chắn. Bú ná là một lần nữa, chá bá ná là nhưng là tuy nhiên, kinh bá ná là huống chi là, á quê là chắc chắn. Giờ con xin hết rồi sư. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc một số liên từ tập hợp ạ. Chá là quà, là và, bá ná là nhưng, qua là hay, hoặc là hay là, tê ná hí là vì thế, bởi thế, tú là vì thế, bởi thế, ú đa hú là hay là, hoặc là, át thá qua hay là, hoặc là, quê là chắc chắn, bú ná là một lần nữa, lại nữa, chá pa ná là tuy nhiên, kinh pa ná là huống chi là, huống nữa là, há về là chắc chắn. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Chá là và, qua là hay là, hoặc là, ú đa hú là hay là, hoặc là, bú ná là một lần nữa, lại nữa. Á quê là chắc chắn. Tê ná hí là bởi thế, vì thế. Tú cũng bởi thế, vì thế. Quê là chắc chắn. Kinh bà ná là huống nữa là, huống chi là. Bà ná là nhưng. Á tháo qua là hay là, hoặc là. Chá bà ná là tuy nhiên. Các thư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Thưa sư, con xin đọc một số liên từ tập hợp. Chá là và, bá ná là nhân tuy nhiên, qua là hay là, tê ná hí là bởi vì bởi thế, ú đa hú hay là, hoặc là, tú và tuy nhiên, á tha hoa hay là, hoặc là, quê chắc chắn, bú ná nữa, lại nữa. Chá bá ná tuy nhiên, há quê chắc chắn. Kinh bá ná huống chi là, huống nữa là. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương á. Dạ bạch sư, con xin đọc một số liên từ tập hợp. Chá là và, qua là hoặc là, hay là, bá ná là nhân, tê na hí, vì thế, bởi thế, ú đa hú là hay là,
hoặc là. Tú là vì thế, bởi thế. Quê là chắc chắn, dĩ nhiên. Bú ná là lại nữa, một lần nữa. Há quê là chắc chắn, dĩ nhiên. Ách há qua là hay là, hoặc là. Chá bá ná là tuy nhiên. Kinh bá ná là huống nữa là, huống chi là. Dạ bạch sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thầy sư xin đọc một số liên từ tập hợp. Ché là quê. Quê hay là học lè. Ú đê hú hay là học lè. Bú né một lần nữa lại nữa. Hai quê chắc chắn. Bá né nhưng. Tê né hí là vì thế bởi thế. Tú là vì thế bởi thế. Ế theo quê hay là học lè. Quê chắc chắn. Ché bé né nhưng tuy nhiên. Kim bé né húng chỉ lè húng nữa lè. Dạ thầy sư xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi sư. Bây giờ chúng ta phần trả lại phần trả lại câu hỏi đọc đồng văn và trả lại câu hỏi ha. Chúng ta xem ở đây mình có 4 câu hỏi. Thứ nhất là gạch dưới các liên từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Câu hỏi này thì vào đọc đồng văn được làm được. Liên từ tập hợp trong tiếng Mali được sử dụng như thế nào? Cho thí dụ cụ thể. Này thì mình mới học lúc nãy. Giờ tập đặt, hãy tập đặt câu với các liên từ chá, qua, phí, ba nát. Giờ ai tập đặt được câu này thì câu số 4 thì hãy chọn một danh từ dự tính vị ngữ A có biến cách như âm ma và tập chi danh từ đó. Thì chủ yếu là mình, tí nữa mình đọc đồng văn thì mình trả lại cho câu số 1. Câu số 2 thì mình mới học lúc nãy thì thôi bỏ nó qua đi. Thì mình còn lại câu số 3. Câu số 3 là tập đặt câu với chá, qua, phí, ba nát. Giờ ai tập đặt được thì tập đặt thử đi. Mỗi người đặt một câu đi. Chúng ta có thể viết lại trong chat rồi các copy qua cho. Đặt câu với các liên từ chá. Chá, qua hoặc là phí hay là ba nát. Anh tập đặt câu đi ha. Dạ con đọc tập đặt câu liên từ chá. Con đọc nha sư. Amacha chá, Ramana chá, Kasanti. Thank you.
hay đặt được với chữ khí qua hay là phanh lát. Ai đặt được không? Aham chán mắt của tôi chán paramattha ram mang dạ con biết cho nó chán hết sao biết hằng chát ma mắt của tội chát paramattha ramang paramattha ramang là gì đây này của cô Hảo hả cái thân không bị đánh sai đấy thư sư gặp tranh tí dạ hả dạ cái mấy cái từ sau này con đánh sai á, con đánh mà con chạm vào cái gì nó lên sai gặp tranh tí mà động từ làm sao động từ biết làm sao gạt chân tí gạt chân tí là đi đến gạt chân tí ở đây chúng ta để ý khi mà viết cái câu chữ chá nó có cái chỗ khó như thế này chúng ta thấy là cái chữ mito á mito là ngôi thứ mấy nó bằng với chữ gì À, dạ mít tô là ngôi thứ thứ nhất số ít đó là thứ thứ tô sao ngôi thứ nhất được chữ á hằng ngôi thứ dạ mít tô là dạ á hằng là ngôi thứ nhất mít tô là tô là ngôi thứ ba dạ thứ ba nếu mình biết động từ gạch thanh tí là biết cái gì dạ biết theo số nhiều á thưa sư à nhưng mà theo ngôi tại nào tại vì và theo dạ, nhiều là ngôi thứ ba dạ nhớ ba dạ dạ con lộn rồi con sư 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 dạ à tiếp theo ngôi nào ngôi thứ nhất hay là ngôi thứ ba dạ như sư sử ạ cái cấu trúc thử nghĩ từ hỏi như mà vậy số thì... nhiều nếu mà nó số nhiều là dạ à số nhiều sao dạ thế là như vậy là cả hai đều phải là cả cái chủ từ của nó đều phải là ngôi thứ ba hết dạ. Thì phải hỏi nếu hỏi mà như vậy thì ở phía đầu là xô dạ xô ở đầu là không dùng a hăng nữa mà dùng chữ xô ạ. Không phải cái câu này nó xô và tát sám dạ để con sửa lại cái câu đó nghe sư nói nè cái câu này nó không dạ. Phải mà quan trọng là dùng động từ sao thôi. Dạ dạ. Cái này là cái câu mà cũng cấp tử sẽ gặp nó. Ví dụ tức là ví dụ thì ở trong câu nó có chủ từ là ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba thì người ta sẽ ưu tiên viết động từ theo cái ngôi thứ nhất. Cho nên ở trong trường hợp này động từ nó phải là gạch gì? Cha mí, dạ gạch cha mí. Nó phải vẫn là số nhiều ha giá là vẫn phải là số nhiều nhưng mà là cái cha má gạch cha má dạ gạch cha má à cái cha má phải nhớ cái dạ, đó cái cha má cho các chữ mình nhớ chứ không hỏi làm cái chữ là nếu dạ, con cảm ơn sư ạ ngôi thứ ba thì động từ phải viết thêm ngôi thứ nhất vẫn là số nhiều bình thường à vẫn là số nhiều bình thường còn nếu mà chủ từ là ngôi thứ hai với ngôi thứ ba ngôi thứ nhất với ngôi thứ hai thì động từ vẫn được viết theo ngôi thứ nhất nếu mà chủ từ là ngôi thứ hai và ngôi thứ ba thì động từ viết theo ngôi thứ hai đó mình để ý rồi dạ con cảm ơn sư ạ dạ.
sao mình sao đưa vào cái trang chắc cũng được. Tôi bảo cái trang chát phải nó lên rồi đợi câu mét ba nãy cô Tinh Hạnh nói gì nãy con nói con gỡ bài trong mét chát thôi sư chứ con không có nói gì đâu thấy đâu mét ba cô Sát Lắc chích Tăng Lắc nàng thuộc đi ở Hoàng Nguyễn á hả mét ba Cô Sát Lát Chí Tát Lát Thanh Năng Cô Tí Phan Lát Đồ Rồ Cô Sát Lát Chí Tát Lát Thanh Năng ở đây mình có cái câu người ta xài chữ phanh á meta kusala kita lakhanang huti phanh duso kusala lakhanang huti bi có trạng thái là trạng thái tâm thiện nhưng mà đồ sáng á là có trạng thái là tâm bất thiện là trạng thái của tâm bất thiện, bi là trạng thái của tâm thiện, nhưng tân là trạng thái của tâm bất thiện. Chị Phan á, rồi có ai biết câu ví qua chưa thấy ai biết nè, ai biết câu ví qua nè? Chúng ta biết như vậy, chúng ta biết mình sai, người ta sửa cho mình, chứ ta cứ im im ở đó, người ta chẳng biết mình hiểu mọi hay không. Đây trước tiên là khi mình nói về thứ tự câu, nếu mình biết ở trong câu mà mình xài chữ ký hoặc là chữ chát hoặc là chữ qua thì bất cứ trường hợp nào á, ví dụ như mình có ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, thì nếu mà có ngôi thứ nhất thì ngôi thứ nhất nó phải được viết trước, để ý ở trong Bali thì nó vậy, nó ưu tiên cho cái ngôi thứ nhất là trước, nó khác với trong tiếng Anh. Ở tiếng Anh á, thì you and I, nhưng mà ở trong tiếng Bali không có. Nếu mà nói có mình thì mình phải được viết trước, a hằng ký rồi cái tái toàn ký có bạn trước, cái đó là thứ tự câu của nó. Rồi lại ở dạng này thì mình cũng để ý cái động từ giống như nói lúc này, ở đây mình có chủ từ là ngôi thứ nhất với lại ngôi thứ hai, thì động từ người ta phải viết ở ngôi thứ nhất. Viết thêm một thứ nhất, anh, cả anh lẫn tôi đang nghe khóa, cho nên ở đây phải là số nam á, để ý cái câu này. Và ai biết một câu qua hay chưa thấy ai biết câu qua mà. Dạ con biết rồi đó thưa sư, trong phần chat đó.
qua. Sô qua, ở đây mình để ý nè, sô qua thì nó là xa qua, chứ qua nó nằm sau chữ xa à. Nó nằm ở đây. Anh ấy hay là cô ấy đang nói pháp à, sô qua, xa qua. Ở đây động từ thì sao? Số ít ra số nhiều. Đi xin tí. Dạ số ít à. Dạ đi xin tí. Anh ấy là cô ấy thì động từ là số ít. Rồi đó là phần thực tập đi câu. Đi câu chúng ta phải tập viết về cho quen. Giờ chúng ta sang phần đọc đoạn văn để kết dưới các liên từ ha. Đây là đoạn văn. Và tham mô và dù Chita ra chát của mà rô và tham mạng quả giá tô mê ta xâm yu ta chi tô phí ra hô nà xâm ta chi tô phí ra hô chí tô sắp tì sang chân là năng trúc hăng hô tô phí nê chất ca lăng ít chất tí đề qua đáp tổ nam ma ra chắc của ma rô pa na i sa sam yu ta ki tổ a phu mi so mi ghe chắc pa ki nô chắc a phun hang pa na ri toa pa ha ra ti qua ma re ti qua e ka di qua sang e ko hang so đề qua đáp tê na sa re na vi chi toa qua su hang pa te si Siddhartha Raja Kumaro Evan Qua Sai Khang Hang Sang Alin Itung Gan Qua Nakha Tang Kat Tang Dewa Dat Tang Miwa Re Toa Po Si Tung Pa Sadang Tang Ahari Ajirang Raja Kumaro Pakatikang Arung Kat Qua Ati Biya So Mana ta ta hạ ra tề nó chi tề nó tăng ba mùi chi nghe lại là ba tham mù đề ba tham mù ba dù ti thập tha ra cha u ma ro ba tham ma wa ya to me ta sam yu ta chi to pi ka u na sam yu ta chi to pi a hồ si so sắp về sang chất là năng xúc hàng hồ tổ tí ni chất ca lăng ít chất tí đề quá nó tổ nà ma ra chất khu mà rồ quá nà ít xa xâm hữu ta chi tổ á không vi so mi ghê chát phát chi nô chát á phân hàng phát hạ rít tòa hoa mà rê tí hoa ê ca đi quá sang ê có hàng so đề quá đáp tê nã sa re na vi chi toa wat su hang pa te si ti ta tha ra ja u ma ro e wang vi toa si hang hang sang a ling vi tung gan toa na kha tang ka tang di wa dat tang ni wa re toa o si tung pa sa dang tang a hari a chi rang ra ja u ma ro pakati kang arung katwa ati biya so mana sasaha katena chiti na tăng pa mung chi rồi mời lớp chưa tan lên để tập đọc phần đọc văn này rồi để ý đến
các liên từ để sau đó mình đặt dưới ha. Đặt hay là đặt dưới. Xin mời cô Diệu Bảo. Bạch sư, con xin đọc đoạn văn. Bát tha mô quá vô, xí tát phá ra chá cú ma rô, bát tha ma quá vô, giá tô, mét tà, sàm bá dứt tá chí tô, bí, cá rú na, sàm bá dứt tá chí tô, bí, á hô xí, sô sắp bê, sắp bê sang, chá na nàng xú khăn, hồ tù tí, nít chá ca lăng, ít chá tí, đề quá đát tô na má, ra chá cú ma rô, bá ná, ít xà xàm bá dút tá xí tô, á phá quý, sô mí ghê chá, bắc khí nô chá, á phình hằng, bá há rá tí quà, ma rê tí quà, ê cá lý quá sân, ê cô, hằng sô, đề quá đát tê ná, xá rê ná, quýt chí, dí tòa, quá số thằng, bà tê xí, xí thát thá ra chá cú ma rô ê quăng, đi xòa, xì găng, hằng sàng, a linh dí tùng, găng tòa, ná gà tăng, cá tăng, đề quá đát tăng, lý quà rất tòa, bồ sê tùng, ba sa đăng tăng a há rí, á xí răng ra chá cú ma rô, bát cá tí căng, á rung cách tòa, á tí quý giá, sô má ná xá xá há gá tê ná, chí tê ná tăng, ba mùi chí, dạ con xin hết ạ. Người đọc một đoạn thôi ha, có người đọc một đoạn thôi chứ mình không có gì nữa. Xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Ba tham mô quá vô, si ca thá ra chá cú ma rô, ba tham má quá giá tô, mê tà sàm bá dút tá chí tô, ý, ca rú nà sàm bá dút tá chí tô, bí á hồ xí, tô sắp bề sàng, chá nà nàng xú khẳng hồ tù tí, ít chá cà làng ít chá tí, đề quá đá tô nà má ra chá cú ma rô, bá ná, ít xà sàm bá dút tá chí tô, á phá quý, sô bí ghê chá bác khí nô chá, á phiền hằng bá há rá tí hoà, mà rê tí hoà. Dạ thưa sơn xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc ạ. Ê cá đi quá sân, ê cô, hăng sô, đê quá tát xá, xá rê ná, quý chí hít tòa, bà tê xí, ra chá cú ma rô tăng, ní quà rê tùng, xí găng, quan tòa, á linh hít tòa, bồ sê tùng, bà xà đăng tăng, á há rí. Á chí răng, ra chá cú ma rô, á rung, bà cá tí căng, cách tòa, á tí quý giá, sô má ná xá, xá há, gác tê ná, chí tê ná tăng, ba mừng chí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin đọc. Bát tha mô vát vô, si đắc tha ga giác hú mát rô. Bát tha mát vát giác tô mê tà, sam bát dù tắc si tô bí. Karuna sam bát dù tắc si tô bí. A hô xí, sô sát bí xoăn, giác nà nàm, xúc khăn, hô tù xí, đi chắc khá lăng, đi chắc tí, đề vắt lát tù, nạc mắt, ra giác khu má rô, bát ná, ý xà xàm bát, dù tắc chí tù, phát vát xí bí, sô bít ghê chắc, bát kí nô chắc, át đít hằng,
Bhagavati và Maritiva Tiva. Dạ, xin hết rồi sư. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Ê quá đi, quá sang, ê cô, hâm sô, đê quá đắc, tê ná, tá dê ná, đức trí, dí tòa, quá sư thăng, ba tê xí, thích tác khá ra trá cú mà rồ, ê hoàng, đí xoa, tư văn, hâm sang, a ninh ghi tùng, văn tòa ná, gia tăng, cá tăng, đê quá đắc tăng, lý hoa về tòa, vô sư tung, ta sa tăng, tăng, a ha rí, a chi răng, ra cha khu ma rô, ta cá tí tăng, a rừng, cá tòa, a tí lý giá, sô, ma nát xá xá há, gá tê má, chích tê má tăng, và mừng trí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. À, xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Cảm ơn sư, con xin đọc. Bát tham mô quá vô chi đa tha ra cha cú ma rô bát tha ma quá gia tô mê ta sam pa yu ta chi tô bi la ru na sam pa yu ta chi tô bi a hô si so sắp bê sang chà na mạ chà na năng su khang hồ tu tí nick chà kha lăng ích chà tí đề quá đắc tô na mạ ra chà phu ma rô pa na isa sang pa chút ta chít tô a pha quý so mi ghê chà bác chí nô chắc à phiên hằng bà hà rát tí quà mà rê tí quà. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy á. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Ê cá đi quá sang ê cô hầm sô đề quá đá tê ná xá rê ná vị trí giết tòa quá su thằng bà tề xí xí thất thá ra chá cú mà rồ ê hoàng đi xòa xì khăn hâm xăng á linh ghi tùm gần, gần tòa ná gạ kha gạ kha tăng ca tăng đề quá đắt tăng ni quà rê tòa bồ xê tùm bà xà đăng tăng a há rí a chí răng ra chá cú mà rồ bắc cá tí căng a rùm cát tòa a tí ví giá sô má ná xá xá há gá tê ná chít tê ná tăng bá môn tí bá môn trí. Bạch sư, con xin hết ạ. Bạch sư, ở trong sách ấy, thiếu một đoạn xưa, con đọc mãi không được, con phải đọc thế này. Dạ, dạ, dạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã.
Dạ, thưa sư, xin đọc. Khánh nói dùm sư, trong sách của người tiên sư cũng bị mới gửi qua hình em á, bên Zalo em á. Nó bị sai, dạ. Nhiều lắm. Giờ đọc trên sách này, trên cái trang của sư. Dạ, chị cứ đọc trên màn hình của sư đi chị. Rồi, rồi, rồi. Thưa sư, xin đọc. Bethemo, Wayo, Siddhartha Raja Kumaro, Bethema Wayato, Mitte, Bayuta, Chito, Chito, Bi, Karuna, Sangba, Yutta, Chito, Bi, Ehosi, So, Sepesang, Chenen Năng, Chú Khăn, Hồ Tù Tí, Đích Chá Cà Lăng, Ít Chá Tí, Đề Quá Đắc Tô, Nà Má, Rà Trá Cú Mà Rô, Bá Ná, Ít Xà, Săn, Bá Dúc Tá, Chí Tô, Á Phá Quý, Tô, Bí Gờ, Chá, Bắc Kinh Nô, Bắc Kinh Nô Chá, Á Phình Hằng, Paharati Wa, Marati Wa, Ekadi Wa Sang, Eko Hangso, Dewa Dattana, Serena, Kuchi Ji Toa, Wasu, Wasu Thang, Batitsi, Chittattha Tharache Kumaro, Ai Wang, Istoa, Istoa, Chi Gang, Chi Khang, Hang Sang, Elin Vitung, Kantoa Na, Katang, Katang, Dewa Datang, Diwa, Retoa, Potesum, Wosetum, Pasadang Tang, Ahari, Achirang, Rê kê ku mê rô, bá kê tí căng, á rung, chê tòa, á tí quý giá, chô mê ná xá, xá há, gá tê ná, chích tê ná, tăng, bá mùn chí. Dạ thưa sư, xin hết. Alo ạ, người nghe con nói không ạ? Dạ, xin mời. Alo ạ. Nghe được chị. Dạ, nghe được. Nghe được không, Ngọc Trân? Nghe rồi. Dạ, nghe rõ chị. À, thưa sư, con đọc, con xin đọc ạ. Năm, bốn, bốn, ba, thá, mô, quá rô, xí thách, thá, ra, trá, cú, má, rô. Bá thá ma quá rá tô mét ta xăm bá rút tá chít tô bí cá run bá kí cá rú na tá chít tô bí a hồ xí sô sáp bê xăng chá chá na măng xú khăng hô tú hô tu tí chá ca lăng ích chá tí đề hòa đát tô nam nam á ra chá cú ma rô bá ná ý xá xăm bá rút tá chít tô phá quá tí rô mi ghê chá khí nô chá a phí a phình hằng bá há rá tí qua qua ma rê tí qua e cá đi quá răng e cô
hăm sô hăng sô đê qua đất đê qua đất tê ná xá xá lê ná quýt chi rít qua quá xú thăng ba tê xí xít thắt thà ra trá cú ma rô ê quăng bích tòa si sinh hằng hằng xăng a linh ghi tung gá gan tòa ná ná ga tăng cá tăng đê qua đát tăng ní qua dê ní qua dê chết dê tòa. Dạ thưa sư, con thấy hết mà con nghe nó không có rõ vì là cái mạng nó không được ổn định. Dạ cảm ơn chị. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ xin đọc, con xin đọc sư. Dạ xin mời Phật tử trong một ngày. Dạ sư xin đọc. Bá tha mô quá vô xích thác thả ra trả củ ma rô bá tha ma quả vô mấy ta sam bá yu ta chít tô bí karuna sam bá yu ta chít tô bí so sắp bê sang chá na năng su khang hồ tu tí nít chá ca lăng ít chá tí đế quá đát tô na má u ma rô bá ná ít sa sam bá yu ta chít tô á bá quý so mỹ ghê chá bắc khí nô chá á bi hăng bá há ra tí qua mà rệ tí qua e cá đi qua sang e cô hăng sô đi quá đắt tê ná xá rê ná quý chi dí toa quá xú đăng quá xú thăng ba tê xí xí tất thá ra chá củ ma rô e quăng đi xoa si găng si găng si khăng hăng sang a linh dí tùn gan toa ná cá tăng cá tăng đề quá đắt tăng ní qua rê toa bố sĩ tung pa sa đăng tăng a ha ri a chi răng ra chá cú ma rô pa cá tí căng a rung cá toa a tí quý giá su mát nát xá xá a gá tê ná ít tê ná tăng pa muôn chí dẫu si hết nhà sư. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta tìm các liên từ tập hợp đi. Sư, con thấy trong đây có chữ bí á, sư, và liên từ tổng hợp. Là chữ chá. À, tập hợp. Bá ná. Chữ chá là hai nè. Dạ, bá ná. Bá ná là muốn đọc. Dạ, ra chắc của Maro Pana Isa Sambayut Ta Chito á sư. Chị Pana ở đây, chị Pana đây. Chỉ là có ba từ. À, và dạ. Đó là phần đọc đoạn văn và đó là câu hỏi. Chúng ta trở về phần bài tập. Hôm qua nữa. Hôm qua nữa thôi. À, có chữ qua nữa chứ mà. Chú qua nữa chú qua có chữ sô đó mà sư. Sô con thấy hai chữ không phải hả chữ que thôi hả hai chữ que chữ qua thôi sô không phải sô nhầm đọc bài tập 5 câu làm đoạn lại. Sau nếu còn thời gian thì mình sẽ sửa 5 câu tiếng Việt này. Mình Khánh mở sẵn bài tập đi mà kìa chưa. Rồi bây giờ mời lớp nghe tập rồi mình tập đọc theo câu 1. Khu pa lu chá, ra chá khu ma rô chá.
Meta Samyutta Chitto Pavati Pavanti Pana Devarata Raja Kumaro. Và Pachito Hoti Devarato Nama Raja Kumaro Sarena Hang Sang Vichati Devarata Raja Kumaro Vigye Paharitwa Vama Devitwa Metawa Karunawa Kusala Chita Lakhana Pavanti Pavati ra lần nữa Upa Lo Cha Ra Cha Kuma Ro Cha Meta Samputa Chita Pavanti Vana Devarata Ra Cha Kuma Ro Papa Chito Pi Ho Ti Devarato Nama Ra Cha Kuma Ro Sarena Hang Sang Vichati Devarata Ra Cha Kuma Ro Mige Pahari Tua Wa Mare Tiwa Meta wa karna wa kusala kita lakana pavanti. Rồi mời lớp tập đọc được ta bánh ra cơ sở. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Bà sư xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Câu 1. Upalo cha raja kumaro cha metta sambayutta citta pavanti. Câu số 2. Pana deva datta raja kumaro papacitto hoti. Câu số 3. Deva datto nama raja kumaro sarena hamsang vichihati. Câu số 4. Đề quá tát tá ra chá cú ma rô mít ghê và há rát tí hoa ma rê tí hoa. Câu số 5. Mét ta hoa ca ru na hoa cú sa lá chít tá lắc ca na phá quá tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phương Tây ạ. Dạ con xin đọc câu số 1. Upalo chak rajak humaro chak meta sampak yatak chitta pakwanti. Câu số 2. Bhatna devadatta rajak humaro bachak chitto hoti. Câu số 3. Devadatto nakma rajak humaro sarena hamsang vijit hasuti. Câu số 4. Đề bắt đắc tá ra giác khu ma rồ mít ghê phá ra hạ tí và ma rê tí và. Câu số 5. Mét tà và khá ru nà và khu sá lá chít tắc chít tắc lắc hành lắc hành ná lắc hành nà pháp và tí. Dạ con xin hết rồi. Dạ, mời cô Nhiều Bảo. Dạ, con xin đọc dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Câu thứ nhất. Phu pa lo cha ra cha ku ma ro cha metta sam pa yut pa chitta pa wan ti. Câu số 2. Ba na de wa dat pa ra cha ku ma ro pa pa chitto ho ti. Câu số 3. Đề quá đắc tô na má ra chá cú ma rô xá rê ná hăng sằng quýt chá tí. Câu số 4. Đề quá đắc tá ra chá cú ma rô mí ghê bá há rá tí hoà ma rê tí hoà. Câu số 5. Mét tà hoà cá rú na hoà cú xá láp chí tá lắc khá nà phá quá tí. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc phần dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1. Upalo chá ra chá cú mà rô chá nét ta sinh phá tích ta
Phá Văn Tý. Câu số 2, Pa Ná Đê Quá Đáp Tá Ra Chá Phú Ma Rô Pa Tá Chích Tô Phu Tý. Câu số 3, Đê Quá Đáp Tô Na Má Ra Chá Phú Ma Rô Xá Dê Ná Hâm Săng Dích Chá Tý. Câu số 4, Đê Quá Đáp Tá Ra Chá Phú Ma Rô Đi Ghê Bà Ha Ra Tý Hoa Ma Rê Tý Hoa. Câu số 5, Nhất Ta Hoa Tá Dư Mà Hoa Tú Sa Lá Chích Tá Lắc Khá Mà Phá Quả Tý. Giờ thứ sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy á. Dạ, bạch sư con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt ạ. Pupalo chá, ra chá, kumaro chá, mách tà, xăm pá, rút tá, chít tà, phá hoa văn tí. Câu số 2 ạ. Pa ná, đê quá, đắc tá, ra chá, kumaro, pa pá, chít tô, hồ tí. Câu số 3 ạ. Đê quá, đắc tô, nà má, ra chá, kumaro, xá, rê ná, hầm, xăng, quýt chá, tí. Câu số 4 ạ. Đê quá, đắc tá, ra chá, kumaro, mít ghê, Pa ha ra tí hòa, ma rê tí hòa. Câu số 5 ạ. Mích ta hòa, ca run na hòa, cú sa lá chí tá lắc khá na phá hóa tí. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thầy sư xin đọc. Dịch tiếng Bali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Phubalo chá ra chá kumaro chá mitta sambá yutta chitta phá quanh tí. Hồi số 2, bá ná đê quá đắc tá ra chá kumaro bà bá chitto hồ tí. Hồi số 3, đê quá đắc tô na má ra chá kumaro xá rê ná hăng săng quýt chá tí. Câu số 4, Đề Quá Đắc Tá Ra Chá Cú Mà Rô Mi Gê Bá Há Rá Tí Hoà Mà Rê Tí Hoà. Câu số 5, Mí Tà Hoà Cá Rú Nà Hoà Cú Sá Lá Chích Tá Lắc Khá Nà Phá Quá Tí. Giờ thầy sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, bạch sư con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất, Pupalo cha, ra cha, kumaro cha, metta sampa, chuta chitta, pa quan tí. Câu số 2, Pana de wa datta, ra cha, kumaro, pa pa chitto ho tí. Câu số 3, Đề Quá Đắc Tô Na Má Ra Chá Cú Mà Rô Sa Rê Ná Hát Săng Hàn Săng Quý Chí Há Tí. Câu số 4, Đề Quá Đắc Tá Ra Chá Cú Mà Rô Mí Ghê Bá Há Ra Tí Quá Mà Rê Tí Quá. Câu số 5, Metta Hoa Karuna Hoa Kusala Chita Lakhana Và Wati. Dạ, bà sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc cái phần dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1, Phubalo chá, ra chá cú mà rô chá, metta sambá, yutta chitta, phá quan tí. Câu số 2, bà ná đề quá đắc tà, ra chá cú mà rô, bà bá chí tô hồ tí. Câu số 3, đề quá đắc tô na má, ra chá cú mà rô, sa rê ná, hàm săng, quý chá tí. Câu số 4,
Dewadatta Rajakumaro me mige bara baharati wa mareti wa. Câu số 5, metta wa karuna wa ka kusala citta kalakhana phawati. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Để nội đọc, con đừng có la. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? À? Giờ mình còn 10 phút tranh sửa thủ sửa cho xong phần 5 câu Bali này đi. Thánh bớt bài. Dạ. Con xin đọc câu, con xin dịch câu thứ nhất à. Dạ, con xin dịch câu số 2 ạ. À. Con xin dịch câu số 3 ạ. Cái câu này bây giờ thì quá dễ với các tử rồi, nhìn vô thì dịch được hết rồi, cũng từ ở trên thì nó còn. Thưa sư, con xin dịch câu số 5. Bây giờ tí giải thì câu 1. Dạ, câu 1. Đức vua và thái tử là người có tâm từ. Dạ bà sư, con xin đọc câu số 2 ạ. À. Ngược lại hoàn cảnh đê qua đất đá có tâm độc ác. Bạch sư con đọc câu 3 ạ. À. Hoàng tử Đề Hoa Đát Tá đã dùng mũi tên bắn con thiên nga. Hoàng tử Đề Hoa Đát Tá đã dùng mũi tên bắn con thiên nga. Dạ bà sư, con xin dịch câu số 4 ạ. Hoàng tử Đê Quá Đắc Tá đánh đập hoặc giết hại các con thú. Thưa sư, con xin dịch câu số 5. Dạ, từ hoặc bi là những trạng thái tâm thiện. Từ hoặc bi là những trạng thái tâm thiện. Giỏi quá hả? Dịch 5 câu không có sai tí nào. Xin câu 1 đi nữa. Câu 1, ngôi thứ 3, số nhiều dùng chỉ nhẫn là được không thưa?
Vua và Thái tử là những người có tâm từ. Chứ chỉ những ngôi thứ ba số nhiều. Rồi nếu mà không có gì nữa thì chúng ta có ai cần sửa rồi xong xong nghỉ ha, năm câu tiếng Việt thành bài tập 5 cam buổi sau chiều đó. Câu 3 là dùng chữ bắn là đủ chưa hay là phải bắn trúng con thiên nga? Mũi tên bắn trúng con thiên nga hay là dùng mũi tên bắn con thiên nga thì câu nào đúng hơn ạ? À? Bắn rồi. Câu số 3 nó hiện tại mà sao? Như là bỏ chữ đã nè sư. Cái bài này tới thầy quá khứ chưa biết. Chưa đúng không? Chưa. Chưa học thầy quá khứ. Mấy này lúc ta là câu thầy quá. Nhưng mà tại mình chưa học thầy quá khứ cho nên thầy. Dạ, chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy bài học Bali cho chúng con. Và bây giờ là xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên trong buổi học pháp ngày hôm nay. Giờ xin mời cô ạ. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt lớp học xin tụng kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasattha chavamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu sasanang. Akasattha chavamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu no garu. Akasattha chavamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu yatayo. Akasattha chavamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu banino. Akasattha chavamata devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakantu no sada. Edang watano bunyang asawa khaya wahang hontu anagate kale. Sa thu. Dạ, chào cả lớp ạ. Dạ, dạ kính tri ân sư ạ. Con chào các cô tu nữ và cả lớp ạ. Tri ân sư ạ. Sư ạ.